Confessions of a dangerous mind before no pressure. Ít nhất anh cũng phạm vài chục lần sai, huh? Vẫn ngân nga điệp khúc thánh đức này cần nai. Dù có những ca từ anh viết lên với nét bút ngần ngại, anh vẫn luôn biết họ không thích bài hát uy mị. Họ sẽ thích anh khi đề cập bản thân là người chơi hệ thi sĩ. Thì khi đó sẽ bỏ qua dị nghị và mảnh đất cảm xúc này. Lúc ấy là thứ đẹp đẽ nhất nơi chỉ mình anh, chỉ vì giá băng trở nên bình yên trên mặt trăng. But a friend to all is a friend to none. Cô đơn và anh cùng nhau đi quanh hành tinh để hư quạnh, vẫn không quên người đồng hành cuối cùng tên anh ta niềm kiêu hãnh. Đi tiếp, không có thời gian ngoảnh lại, ý chí tự do không thể là nguyên nhân đánh bại một tâm hồn hướng tới mảnh ghép đá cũ, hình dung ra một bức tranh tồn tại với giá như. Vậy nên anh sống ở tương lai để hiện tại là quá khứ. Lỗi của tôi vì đã không nhận tâm, vì đã không thể đảm nhận vai trò của một chàng trai để tàn nhẫn. Hân hoan lạnh toát trên bờ mi, có thứ tình cảm này như đùa. Ngày mai chàng mới không còn bắt đầu với những lời nói dư thừa. Chương mới mở ra, nhưng không còn quan tâm tới kết thúc đẹp đâu. Vì giây phút bên nhau đã là âm êm của phép màu.